Sự tích cây tre trăm đốt. Ngày xưa, có một anh nông dân tên Khoai, nhà nghèo nhưng rất hiền lành và chăm chỉ. Anh làm thuê cho một phú ông giàu có và tham lam. Phú ông hứa gả con gái cho Khoai nếu anh chăm chỉ làm việc 3 năm. Khoai tin lời, hết lòng làm lụng, đến khi đủ 3 năm thì đến xin phú ông giữ lời hứa. Phú ông thực Khoai thật thà, liền nghĩ kế hoãn binh. Ông ta bảo Khoai nếu muốn cưới con gái mình thì phải vào rừng kiếm cây tre trăm đốt, vì nhà ông cần cây tre đó để làm cột nhà. Khoai nghe vậy mà lòng buồn rầu, vì trong rừng làm gì có cây tre nào dài đến trăm đốt. Dù vậy, Khoai vẫn đi tìm. Sau một ngày lang thang khắp rừng mà không tìm thấy cây tre nào đủ trăm đốt, Khoai nản chí và khóc. Bất ngờ, Bụt hiện ra hỏi anh vì sao khóc. Khoai kể lại sự tình. Bụt bảo anh đốn 100 đốt tre rồi đọc câu thần chú, khắc nhập. Khắc nhập thì các đốt tre sẽ nối lại với nhau. Khi không cần dùng nữa, chỉ cần đọc khắc xuất. Khắc xuất thì các đốt tre sẽ tách rời ra. Khoai mừng rỡ làm theo lời Bụt. Anh đốn đủ 100 đốt tre, đọc câu thần chú và cây tre liền nối lại thành cây tre dài trăm đốt. Khoai vui mừng vác cây tre về nhà phú ông. Phú ông và những người thân thấy Khoai vác cây tre dài trăm đốt về thì kinh ngạc. Ông ta vẫn không muốn giữ lời hứa nên đòi xé hợp đồng. Thấy vậy, Khoai đọc câu thần chú, khắc nhập, khiến phú ông bị dính vào cây tre không thể thoát ra được. Phú ông van xin và hứa sẽ giữ lời hứa gả con gái cho Khoai. Sau khi nhận lời, Khoai đọc câu, khắc xuất và phú ông được giải thoát. Cuối cùng, Khoai cưới con gái phú ông và sống hạnh phúc trọn đời.